Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một số những kinh nghiệm sử dụng về máy ảnh Sony Alpha A6000 và cách sử dụng của nó để chia sẻ ảnh qua cái chế độ Wi-Fi của máy cũng như là cái chế độ NFC để có thể là gửi ảnh qua smartphone hoặc là iPad hoặc là tablet có Wi-Fi, hoặc cũng như là các cái hệ điều hành có sử dụng cái hệ điều hành Android hoặc là iOS. Thì cái điều đầu tiên mà các bạn cần phải chuẩn bị đó là một chiếc máy ảnh Sony Alpha A6000 hoặc là các cái dòng máy ảnh là Sony Alpha có cái chức năng đó là chức năng Wi-Fi hoặc là có chức năng đó là chức năng NFC, nó có biểu tượng ở bên này nhưng mình đã bọc ra nên là không nhìn thấy. Đầu tiên các bạn chuẩn bị một chiếc máy ảnh như thế này, và thứ hai là mình chuẩn bị thêm một cái thiết bị có sử dụng cái phần hệ điều hành, đó là hệ điều hành iOS, ví dụ như chiếc iPad của mình đó. Mình sẽ lên cái trang mà download ứng dụng của nó đặc thù, ví dụ như là trên iOS thì là sẽ là App Store. Giao diện của App Store sẽ là như này, khi mà mình ấn vào tìm kiếm cái ứng dụng để mà hỗ trợ cái việc chia sẻ ảnh giữa Sony Alpha A6000 và những các cái thiết bị khác, thì mình sẽ tìm kiếm cái phần mềm đó là Play Memory. Mình không biết viết nhầy cái đúng chưa nhưng em thì tìm kiếm nhé. Đó, đã ra. Đây là phần mềm Play Memory Mobile. Đó, ngày trước mình đã download một lần rồi nhưng mà vì mình phải xóa đi để hướng dẫn lại các bạn nên là mình sẽ đặt tải lại một lần nữa. Đó, các bạn để ý là cái phần mềm này có cái biểu tượng là một quả cầu hình màu vàng và một cái máy ảnh ở dưới góc này, nhìn nó hơi khựa khựa một chút nhưng mà nó là phần mềm chính hãng đấy. Đó, bây giờ các bạn download về. Ok, trong quá trình download thì mình sẽ test cái máy ảnh này một chút. Mình đang sử dụng cái lens kit 1650 của Sony cho cái độ ban đầu để số giảm các cái lịch sử. Mình thử chụp một vài bức ảnh để phục vụ một lát nữa nhé. Ok, mình vừa chụp được 3 tấm hình. Đó, mình vừa chụp được 3 tấm hình. Đây là cốc cà phê. Đây là cái máy tính nhé. Rồi, ok. Không biết là cái này đã download xong chưa. Rồi, ok. Mình đã download xong cái phần mềm Play Memory Mobile. Sau đó mình ấn mở. Khi mà mở ra thì nó sẽ có một cái giao diện như thế này. Ở trên iPad hoặc là trên cái thiết bị iPhone 3456789 cũng hay là các cái điện thoại chạy cái hệ điều hành Android cũng như vậy thôi. Đấy, mình sẽ ấn vào cái khu là đồng ý và tiếp tục này. Ok, cái này người ta hỏi mình một chút cái thông tin về cái mục đích mình sử dụng những cái máy ảnh là mình sở thích và chụp về cái gì. Mình thì mình chụp chơi thôi. Nên là mình sẽ chọn cái phần nhiếp ảnh là sở thích của tôi, chả kiếm tiền cái gì bằng nhiếp ảnh cả. Đó, mình thích chụp ảnh gì, phong cảnh tòa nhà, đường phố, con cháu, gia đình, bạn bè, người mẫu, hay là siêu file, hay là hoa, hay là côn trùng vật nuôi, hay chim động vật hoang dã thì kệ nó, mình chụp chọn gì được. Và đây không có cái chế độ thuận chụp ảnh nude đen này. Đây mình thích chụp ảnh phong cảnh thiên nhiên thôi, tòa nhà, đường phố này. Ok, bắt đầu. Đó, khi này thì bắt đầu người ta sẽ hỏi là cái phần mềm này sẽ hỏi là Play Memory Mobile muốn truy cập ảnh của bạn, thì mình sẽ chọn là ok thôi, cái này chắc không vấn đề gì đâu. Play Memory muốn gửi thông báo cho bạn. Ok, cái này là có cập nhật phần mềm mới, nó sẽ gửi cho mình. Đó, khi mà cài đặt hoàn tất thì nó sẽ hiện ra một cái giao diện như thế này. Đây, mình sẽ để ra chiều dọc cho các bạn dễ nhìn. Rồi, mình có màn hình ạ. Đấy. Bây giờ mình sẽ chuyển sang phần thứ hai, đó là ở phía cái máy. Đó.
Cái máy ảnh thì các bạn kiểm tra khi khi các bạn mua về, khi các bạn kiểm tra trong phần ứng dụng application. Đấy, application list là danh sách những cái ứng dụng bạn đang có. Đấy, trong mặc định của cái máy ảnh Sony này thì nó đã có một cái phần mềm, nó phần mềm Play Memory Mobile, logo giống như ở trên cái trang App Store kia, nhưng mỗi tụ quả cầu là quả cầu màu xanh chứ không phải quả cầu màu vàng đó. Các bạn nhìn thấy cái này rồi thì không cần phải click vào làm gì cả. Mặc định trong khi chỉnh sửa ảnh hay là trong cái chụp ảnh hoặc gửi ảnh, nó sẽ có một phần option. Vừa rồi mình chụp một vài bức ảnh để sử dụng cho cái phần mềm này, thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là gửi ảnh trực tiếp từ máy ảnh bắn sang các thiết bị iPad này, tablet này, smartphone sử dụng hệ điều hành Windows, không có Windows, sử dụng hệ điều hành là Android hoặc là iOS. Đó, mình sẽ ấn cái nút trong cái quá trình là mình xem ảnh này, ấn nút play này. Khi nào ví dụ như là ảnh này ok, mình muốn chia sẻ lên mạng xã hội sống ảo luôn, có thể là bắn qua cái thiết bị của mình, hiện tại mình đang dùng cái iPad. Đó, ví dụ như là đây nhá, đây là cái tách cà phê của mình trong vừa chụp xong. Mình sẽ ấn cái nút là ở đây có một cái nút đó là FN. Các bạn sẽ ấn vào nút FN. Thì có 3 chế độ ở đây. Một là các bạn và cái nút FN này là mục đích sử dụng của nó là để gửi cái tấm hình này qua phần mềm Play Memory Mobile. Đó. Khi mà các bạn ấn vào nút FN thì sẽ có 3 chế độ là gửi this image, là gửi cái tấm hình này. Cái thứ hai là gửi all image on this date, là gửi tất cả những cái bức hình được chụp vào ngày hôm đó. Và thứ ba đó là multiple image, là cái mình sẽ tự chọn được nhiều hơn 2 cái ảnh mình mong muốn nó có phần tích. Thì đầu tiên mình sẽ dạy các bạn là hướng dẫn các bạn là cái chế độ đầu tiên đó là this image, là chọn gửi một cái ảnh qua cái thiết bị bên thứ hai. Ok, this image. Đấy, khi này thì bắt đầu ở trên màn hình của máy ảnh sẽ hiện ra một cái menu gọi là Send to Smartphone. Đó, rồi nó sẽ hiển thị là chế độ kết nối với smartphone qua thiết bị ở định dạng Wi-Fi, và cái tên của cái Wi-Fi, tức là cái máy ảnh này nó sẽ phát ra một cái sóng Wi-Fi để các cái thiết bị khác có thể nhận được. Đó, cái tên Wi-Fi này là Direct QML A6000 đến tên tên của thiết bị. Đấy, password là VZ Talk LinkedIn đấy, các bạn có thể nhập vào đấy và nêm tên của cái máy ảnh này. Rồi, ok, đặt cái máy ảnh ra đây đã. Quay lại cái phần của iPad. Bây giờ mình sẽ làm thao tác nho nhỏ là thế này. Mình sẽ vào phần đủ. Mình sẽ vào phần cài đặt. Đó. Cài đặt về Wi-Fi. Mặc định hiện tại chiếc máy ảnh này đang phát ra một sóng Wi-Fi có tên là Direct QML. Rồi mình có connect vào nó. Mình đã lưu cái mật khẩu này từ trước rồi nên là bây giờ mình không phải nhập lại nữa. Ok. Mình sẽ ấn sang cái phần đa nhiệm, sang phần Play Memory Mobile này, nó sẽ đang tự kết nối. Đó. Các bạn nhìn thấy chưa? Đó. Mặc định một chiếc ảnh đã được gửi về. Rồi. Và sang phần tiếp theo đó là ví dụ như là cái phần gửi ảnh, là tất cả các ảnh được chụp trong ngày. Đó. Mình cũng làm một thao tác như vậy và mình kết nối. Ở bên phía iPad thì mình sẽ về phía iPad thì mình sẽ làm lại cái thao tác như khi nãy. Đó. Bởi vì là cái máy ảnh này vừa tắt cái chế độ đấy đi và lại bật lại nên là cái iPad của mình lại connect cái mạng ở trong nhà mình. Các bạn nhìn thấy đây, mình đã connect cái mạng của cái mạng wifi mà cái máy ảnh này đã phát ra. Đó, mình sau đó mình quay lại.
với lại bên Play Memory. Đó, nó sẽ đang hiện là đã kết nối và nó hiện như thế này, đang sao chép nhanh không? 12 ảnh. Ok, mình sẽ mở cái phần thư mục chứa ảnh cho các bạn. Thư mục chứa ảnh nó sẽ xuất hiện ở trong cái phần album ảnh. Album ảnh đây rồi. Nó sẽ xuất hiện ở đây, kho ảnh của tôi. Quên mất đồ, không phải đâu. Đây, nó có một thư mục đó là Play Memory Mobile. Đó, ok, các bạn mở lên. Những cái bức ảnh mình vừa chụp đây. Đó, những cái bức ảnh mình vừa chụp phục vụ cho các bạn khi đi du lịch hay là đi đi chơi dã ngoại cùng cả nhà, mà các bạn có thể up ngay lên Facebook hay là chuyển qua những cái thiết bị của các bạn để các bạn có thể là chỉnh sửa, up lên mạng. Đấy là những cái mục đích về chia sẻ khác nhau. Cái này rất nó rất chi là tiện. Đó, và một cái nữa mình muốn hướng dẫn các bạn đó là ở cái phần mềm này, các bạn muốn nhận được cái ảnh gốc thì các bạn phải ấn vào phần mềm ở góc trái này, cái phần cài đặt này. Đó, nó có cái kích cỡ hình ảnh sao chép. Thì hiện tại cái mặc định của nó đang là 2 MB, tức là ảnh chụp xong nó rơi vào khoảng độ 8 MB chẳng hạn. Nhưng mà nó sẽ co lại khoảng 2 MB. Nhưng khi các bạn có nhu cầu lấy ảnh gốc về nó chuyển nhanh hơn cái chậm hơn cái khoảng độ, ví dụ đang nửa giây nó trở thành 1 giây, không có đây gì cả. Đấy, mình sẽ sử dụng cái ảnh gốc này để mình làm cái kích thước nhận ảnh ở bên iPad. Ok. Cái này rất dễ dàng thôi, không có gì cả. Và một cái điều hay ho nữa mình muốn giới thiệu các bạn luôn trong cái vlog ngày hôm nay, đó là cái cách sử dụng remote bằng điện thoại smartphone hoặc là tablet sử dụng hệ điều hành Android hoặc iOS. Nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là khi các bạn chụp ảnh, ví dụ như là mình với cả là người yêu mình không thể tự chụp ảnh với nhau được ạ, hoặc là không có ai để mà nhờ. Mình đi du lịch và mình sử dụng mỗi cái chân tripod để mình gài máy ảnh lên, hoặc là mình đặt ở cái ghế cái bàn nào đó để chụp hai cảnh hai người đứng ở xa ở phong cảnh thiên nhiên nhưng lại không có ai chụp hộ, cũng không có điều khiển từ xa nào cả. Mình sẽ sử dụng cái phần mềm remote đấy để tự chụp ảnh cho mình bằng điện thoại. Ví dụ như ở điện điện thoại đang ở tầm xa ấy, mình không thể điều khiển bằng cái gì, không có que gậy gì để chọc ấy, thì mình có thể sử dụng cái thiết bị thứ hai. Ê, trong cái phần menu các bạn bấm phần menu này này, rồi ok là phần application list. Ok. Nó có một phần smart remote control. Đây, các bạn nhìn thấy đây. Smart remote control. Ok, các bạn bấm enter vào. Ok. Đó, nó bắt đầu hiện ra cái giao diện là như thế này. Khi này thì nó sẽ hiện ra cái ô cửa sổ là smart remote control và tên của cái thiết bị này cũng như cũ, Direct Quy Mail A6000 Nguyễn Sáng đó. Đấy, cái này thì nó sẽ khác cái phần chia sẻ ảnh một chút, là các bạn phải cái quét cái mã QR của máy. Đây, trong cái phần phần mềm ở trên iPad của mình có cái phần này đây, quét QR code của máy, mình sẽ click vào đây. Đấy, ok. Đó, bây giờ bắt đầu quét này, bắt đầu quét nhé. Đó, nó có hiện lên ở trên màn hình của máy ảnh luôn. Quét đơn giản thôi, không có gì cả. Đó, quét hoàn tất. Rồi, ok. Thôi chết rồi. Rồi, ok. Nó có vừa cái mình sẽ quét lại nhé. Hoặc là các bạn có thể sử dụng cái thao tác như vậy.
mình không quen dùng iPad cho lắm, mình vẫn dùng cái kết nối wifi đó, kết nối wifi mình không phải quét nữa. Tay chân nó hỏng quá. Ok, chuyển sang phần này. Đã kết nối với máy ảnh A6000 rồi, ok, bây giờ đã ra giao diện. Ví dụ mình đang đặt máy ảnh ở đây, mình sẽ đặt máy ảnh ở đây rồi, ok. Đây, máy ảnh ở đây các bạn sẽ nhìn không nhìn qua góc nhiều góc như tinh quá, nghiêng một cái chân nghiêng nghiêng cho sẽ hiểu một chút. Đó, bây giờ mình bắt đầu sử dụng cái giao diện này để tay mình đây nhé. Mình đang điều khiển tất cả những cái thao tác ở trên máy ảnh bằng cái iPad đấy. Ok, đây là cái những cái thông số của các bạn có thể chỉnh sửa được, tốc độ màn chập đó, mình cứ kéo này, tốc độ màn chập, một cái điều khiển này rất hợp thích hợp là cái chụp ảnh phơi sáng ban đêm, bởi vì nó không có tác động của lực tay vào thì nó không bị rung đấy. Rồi, ok, khẩu độ mình có thể sự điều chỉnh sửa đấy, khẩu độ rồi, ok, tối bắc khẩu độ mở to nhất. Về cái ISO mình cũng có thể trực tiếp mình can thiệp luôn đó. Rồi, ok, và ISO cao quá, ISO mình sẽ cho nhỏ nhỏ thôi. Rồi, tối tối thì cũng được, không sao, lờ mờ. Và một cái nữa là các bạn có thể là phóng to đó, cộng hình rồi chưa. Rồi, cuối cùng cái đơn giản cuối cùng đó là cái bắt nét. A6000 nó có cái chế độ bắt nét tự động, bằng không phải bằng tay mà là tự động auto rồi. Nên mình trên đây nó sẽ tích hợp cái chế độ là chạm để bắt nét đây, cái ngón tay cho vào focus đây. Các bạn muốn bắt nét ở đâu, bình rượu này nhá, hay là cái len này nhá, đó, ok, bắt nét vào cái len này, bắt nét lên đây rồi, ok, hiện cái màu xanh, bắt nét vào màn hình máy tính. Rồi, ok, khi nào các bạn muốn chủ thì các bạn có thể ấn vào đây, rồi, ok, các bạn nhìn đây, mình đã chụp được bức ảnh, nó hơi lờ mờ tí nhưng mà không sao, không phải nó mờ đâu mà là mình chọn chưa đúng cái tiêu điểm, cũng như là bắt nét nó bị outlet ấy. Đấy, ví dụ như là đông hình này cho chỉ độ ngang này. Rồi, đây nhá, bắt nét. Rồi, ok, chụp nhá, 1 2, ok. Đấy, đồng thời nó sẽ lưu lại ảnh ở trên máy ảnh của bạn, và đồng thời nó sẽ lưu lại ở máy ảnh ở trên iPad hoặc là điện thoại của các bạn luôn. Đó, mình có thể xem luôn ở đây. Đó, chất lượng gốc luôn, nét như Sony. Được, máy tính của mình nó HP bụi mù. Xong. Rồi, ok, hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng cái tính năng Wi-Fi ở trên máy ảnh Sony A6000 với ống kính lens kit của nhà sản xuất cho, để trực tiếp gửi ảnh qua smartphone, tablet hoặc là các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android, iOS. Đó. Và cái thứ hai là mình hướng dẫn các bạn là phần mềm điều khiển máy ảnh từ xa bằng cái Play Memory. Các bạn có thể sử dụng tham khảo cái video này để các bạn, những các bạn đang có nhu cầu chuẩn bị mua hay đang tham khảo những cái tính năng của Sony A6000 này, bởi vì mình thấy nó rất là hay ho. Đó. Ví dụ như là con này nó đang trong cái body rất là nhỏ gọn, dễ mang theo, và đặc biệt nữa có thể sử dụng để chuyển qua lại hình ảnh dễ dàng. Đó. Rất chi là dễ và đơn giản với các bạn, phục vụ các bạn nữ, các bạn nam có sở thích là chia sẻ lên nhiều mạng xã hội. Đó, các bạn không phụ thuộc vào máy tính nữa, các bạn có thể là trực tiếp là chỉnh sửa ảnh trên iPad hoặc là iPhone hoặc là những cái điện thoại sử dụng hệ điều hành Android. Ok, đây là máy ảnh của mình, và đây là một thiết bị thứ hai.
các bạn có thể sử dụng và xem tham khảo cái video này, và đừng quên subscribe và like video của mình để mình có thể là hướng dẫn các bạn một vài những cái tính năng mới trên những cái thiết bị mình đang sử dụng. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.